quý vị, cho đến thời điểm hiện tại, Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan truyền thông duy nhất hội tụ đầy đủ các loại hình báo chí như phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử. Trong thời gian tới thì VOV sẽ tiến tới xây dựng hệ sinh thái nội dung VOV để tối ưu hóa nguồn lực và trang thiết bị tác nghiệp. Đây là thông tin đáng chú ý được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác 5 năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của VOV diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là năm 2017, Đài Tiếng Nói Việt Nam bám sát và thông tin chính xác đầy đủ kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề quốc kế dân sinh được xã hội quan tâm. Về thông tin đối ngoại, Đài Tiếng Nói Việt Nam chủ động bám sát tình hình thế giới và khu vực. Trong năm 2017, Đài Tiếng Nói Việt Nam có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức, theo hướng lấy thính giả, khán giả, độc giả làm trung tâm, cải tiến format chương trình để thu hút công chúng. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ đặt ra vấn đề VOV hiện giữ vị trí số 1 về phát thanh, sở hữu hai tờ báo điện tử nằm trong top 10 ở Việt Nam và những nguồn tài nguyên độc quyền, nhưng lại chưa khai thác hiệu quả tiềm năng này. Chúng ta bây giờ là một gia đình mà có 4 loại hình báo chí, không có một cơ quan nào báo chí trong cả nước có điều này. Điều này cũng vừa là một cái niềm tự hào, đồng thời là một cái thách thức. Một cái tin chuyển từ nước ngoài về, một cái tin chuyển từ Cần Thơ ra, từ Đà Nẵng và ra, từ Tây Nguyên ra. Thế thì bây giờ xử lý thế nào cho nhanh nhất? Đó chính là cái phóng viên ở trong nước hay là ngoài nước. Có vấn đề sự kiện nắm hội thì phải là người đầu tiên nắm được cái điều đó. Phải là người đầu tiên có một cái suy nghĩ, có một cái tư duy báo chí rằng là cái sự kiện này mình sẽ đưa tin như thế nào. Mình sẽ phản ánh thế nào và thậm chí mình bình luận như thế nào. Trong năm 2017, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, một thành viên của VOV cũng đã có sự đổi mới về nội dung các kênh sóng. Ba kênh truyền hình của VTC nằm trong top 10 kênh truyền hình nhiều người xem nhất cả nước. Nhiều chương trình nội dung của VTC sản xuất góp phần tác động làm thay đổi các giải pháp quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. VTC cũng đang lên kế hoạch xây dựng nội dung phát sóng trên nền tảng online. Phát thanh của chúng ta đã từng là hoàng kim và chi phối. Truyền hình thì có lẽ cũng đã sắp mà bước qua cái giai đoạn đỉnh cao của việc chi phối truyền thông. Mà thay vào đó là truyền thông mới trên online, trên mạng xã hội. Thì ý thức được điều đó thì ngay trong 2017, chúng tôi đã tạo những cái tiền đề sự chuẩn bị để từ đó 2018 ra mắt một cái hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện cho truyền hình, phát thanh, âm nhạc. Và tất cả những gì liên quan đến nghe, nhìn, đọc trên Internet có thể sử dụng trên mọi thiết bị thông minh với tên gọi là VTC Now. Cũng tại buổi lễ, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, trưởng ban, Ban thi đua khen thưởng Trung ương thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016. Đồng thời, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đã trao Huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và đơn vị và phát động phong trào thi đua năm 2018 của Đài Tiếng Nói Việt Nam với phương châm đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển.